Mới đây, Coolmate, một thương hiệu Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu áo khoác mới với công nghệ phòng chống virus SARS-CoV-2 trên bề mặt vải. Cụ thể, sản phẩm mang tên New Normal Jacket được ứng dụng công nghệ HyQ VibroBlock. Đây là một công nghệ đã xuất hiện ở một số sản phẩm may mặc trên thế giới với khả năng loại bỏ virus SARS-CoV-2 trong vòng 30 phút và ngăn ngừa 15 loại virus vi khuẩn khác như virus cúm H1N1, H5N1. Nhờ đó, HyQ VibroBlock đã nhận được giải thưởng công nghệ Thụy Sĩ năm 2020. Không chỉ gây ấn tượng nhờ công nghệ có thể hỗ trợ ngăn ngừa COVID-19, thiết kế của chiếc áo còn được chú trọng đến công năng và trải nghiệm của người mặc. Trong đó, chất liệu vải mỏng nhẹ đã được xử lý công nghệ chống nước và cản gió, với phần mũ có thể lắp ráp hoặc tháo rời một cách nhanh chóng. Cùng 4 túi đựng đồ cá nhân tiện dụng, sản phẩm cũng có 4 màu và đa dạng kích cỡ để quý khán giả có thể lựa chọn. New Normal Jacket có giá 799.000 đồng. Hiện nay, quý khán giả mua gì ở đâu có thể đặt mua sản phẩm tại website của Coolmate với giá ưu đãi chỉ từ 599.000 đồng. Các đơn hàng đặt mua sớm sẽ được giao từ ngày 11 tháng 11.